vào một ngày đẹp trời, sếp bạn mang tới một đống tài liệu và nói, gõ lại tập tài liệu này và chỉnh sửa lỗi rồi đi in lại gửi sếp. Bạn sẽ làm như thế nào? Không lẽ ngồi gõ lại từng chữ trong văn bản hay nhờ anh em họ hàng gõ cùng cho kịp? Video này sẽ là giải pháp cho bạn. Ở đây mình có 3 hình ảnh cần chuyển đổi thành văn bản. Ảnh 1 là chữ viết tay, ảnh 2 là ảnh chụp bằng điện thoại hơi nghiêng, ảnh 3 là ảnh chụp rõ nét. Chúng ta sẽ cùng thực hiện chuyển đổi 3 hình ảnh này thành văn bản để xem với các hình ảnh khác nhau, liệu rằng khi chuyển đổi chúng ta có nhận được văn bản đúng theo ý mình muốn hay không. Có rất nhiều công cụ để thực hiện việc chuyển đổi hình ảnh thành văn bản, nhưng theo mình thì Google là công cụ hiệu quả nhất. Các bạn truy cập email, click chọn Google Drive. Tiếp theo bạn click chọn mới, tải tệp lên, click vào ảnh bạn muốn chuyển đổi rồi ấn Open. Lúc này ảnh đã được tải lên, bạn nhấp chuột phải vào ảnh như mình click chọn mở bằng Google Tài liệu. Lúc này, Google sẽ quét hình ảnh của bạn bằng công nghệ nhận dạng ký tự quang học được xem là hiện đại nhất hiện nay. Bạn sẽ nhận được toàn bộ văn bản có trên hình ảnh. Mình sẽ lần lượt làm tương tự với 3 hình ảnh mà mình đã chuẩn bị. Bạn có thể thấy, với ảnh chữ viết tay chúng ta sẽ không thể chuyển được thành văn bản. Đối với 2 hình ảnh còn lại, toàn bộ ký tự trên ảnh đều được tách thành văn bản. Và bạn có thể tải về định dạng Word để chỉnh sửa rồi in ấn. Có một vài công cụ online khác cũng thực hiện được điều này, tuy nhiên khi mình dùng thử thì không hiệu quả bằng Google độc. Mình sẽ thực hiện cho các bạn thấy. Dù là ảnh chụp văn bản bình thường, chữ tách ra cũng bị sai, không tách được hết chữ. Mình hy vọng qua video này, các bạn sẽ có thêm giải pháp mới trong công việc. Chúc các bạn chuyển hình ảnh thành văn bản thành công. Cảm ơn đã xem và ghé kênh của mình. Chúc các bạn ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.